Người đến với lượt thi đầu tiên của rapper Nekga aka Negip. 3, 2, 1, vô. Cái này là gà của tôi, tại vì tôi hay nhăn mặt lắm. Rớt này, rớt này, rớt này, rớt này. Cố bé. Vô cái giọng mắt rồi. Nó chọn vô cái lens tôi rồi, nó chọn vô cái lens tôi. Hài quá. Đúng rồi. Trời ơi, như cái cách mà tôi rớt miếng trong chương trình vậy. Ai có thể mua được căn này? Còn ai ngoài tôi? Chào mừng mọi người đến căn biệt phủ của tôi tại Mandarin Oriental Đà Nẵng ạ. Xin mời. Trời ơi. Alo, alo. Biệt phủ của tôi hả? Đây là biệt phủ. Ngồi đây chờ cho tôi lấy sổ đỏ ra. Trời ơi. Sao mà anh tìm được một cái chỗ mà gọi là vị trí đắc địa cho anh em mình gặp nhau ngày hôm nay vậy? Đây gọi là định mệnh, sắp đặt. Hiểu rồi. Thật ra là mình đang ở khu biệt thự biển của Mandarin Oriental Đà Nẵng đó mọi người ạ. Đây là thương hiệu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới mà. Năm ngoái còn được xếp hạng khách sạn thượng lưu số 1 thế giới nữa. Vừa đấy khi mà em bước vào đây là em cảm nhận một cái sự thư thái bình yên, nhưng mà thực ra em chưa biết nó đến từ đâu. Xong bắt đầu phải đi vào, đi quanh, xong rồi bắt đầu sờ các cái họa tiết ấy, đặt cảm xúc vào ấy, thì lúc ấy mình mới cảm nhận sự tinh tế. Mà em nghĩ đây nó cũng là một cái đẳng cấp của thiết kế không gian sống á. Wow. Quá ok đi. Vào đây rồi tôi quên mất cái nhà của tôi như nào. Bây giờ em bảo này, sau chung kết thì anh em xin phép về biệt phủ của anh tìm về sự thanh bình. Trời ơi, đúng rồi. Anh có cái sự thanh bình ấy. Chuyện nhỏ. Bốn bạn ở đây là bốn đại diện của bốn nhóm thi. Các anh sẽ phải trải qua một thử thách để chọn ra thứ tự thi của từng đội trong đêm chung kết. Mỗi vòng vừa rồi là lúc nào tụi em cũng dính vô cái vụ thi đầu hết. Cho nên là lần này là phải cố gắng để mà đội mình được thi cuối cùng đi. Mấy tuần trước nó khác, tuần này nó khác. Tuần này là bình chọn trực tuyến, 10 giờ cổng bình chọn nó đóng rồi. Thì bây giờ đội nào mà thi càng sớm thì khả năng chinh phục khán giả càng sớm. Còn đội nào mà thi chót thì sẽ bị bất lợi hơn một chút xíu. Chút xíu thôi Hiên. Bây giờ chuẩn bị thử thách nha, ok, let's go. Trời ơi. Chào mừng tất cả anh em đến với thử thách được mang tên nhập gia tùy tục. Wow. Nghe thử thách rồi thích rồi đấy. Mọi người có đoán là được. Ê, đã chậu vào đám. Là gì? Đã chạm vào đó. Trời ơi. Thật ra cái món ăn đó là thử thách của tất cả các anh em. Ơi. Để ăn được món ăn này, các em phải sử dụng toàn bộ trí lực, sức lực. Và quan trọng là phải sử dụng gương mặt xinh đẹp của mình. Game này của em. Thôi thì để em tìm hiểu cho. Ê. Ủa, cái bàn này rất là lớn. Với chiều cao của em sẽ không vớt tới được, đúng không? Trời ơi. Để anh. Thế ra. Trời. Đây là đãi ngộ của chương trình Anh Trai Say Hi dành tặng cho sự cống hiến của các bạn trong mùa. Đây sẽ là thử thách của mọi người ngày hôm nay. Mọi người sẽ phải đặt một chiếc bánh quy này lên trán của mình, và bằng sự linh hoạt của cơ mặt mình làm sao cái bánh đó nó đến miệng, và mọi người chỉ cần cắn được cái bánh quy này mà không cần dùng tay thì ai làm trong thời gian sớm nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng. Theo những cái phân tích dữ liệu chiến thuật của em thì đầu tiên là phải đặt cái bánh lên trán đã. Ôi, cảm ơn nha. Hay nha. Thì không có chiến thuật gì hết. Ok nha. Mà xem em có tán gái không? Tán gái có. Để em nhỏ. Có nhau thôi. Không dùng tay mình luôn dùng chân đâu. Để coi là bây giờ cái chiều cao của bạn á, nó có giúp ích được gì trong trò chơi này hay không. Xin mọi người đến với lượt thi đầu tiên của rapper Nekga aka Negip. 3, 2, 1, vô. Cái này là gà của tôi, tại vì tôi hay nhăn mặt lắm. Rớt này, rớt này, rớt này, rớt này. Cố bé. Vô cái giọng mắt rồi. Nó chọn vô cái lens tôi rồi, nó chọn vô cái lens tôi. Hài quá. Đúng rồi. Trời ơi, như cái cách mà tôi rớt miếng trong chương trình vậy. Đúng rồi. Xin mời Rider. 3, 2, 1, vô.
Cố lên. Đường rừng. Ơi, ơi. Ơi, ơi, ơi. Ngoài lại lửa đây, lại lửa. Ơi. Ơi, đúng rồi, lẽ lửa đây, lẽ lửa. Và ban tổ chức công bố thời gian thi của Rider là 17 giây 44. Trời. Cho game thì khó hơn không ạ? Em vừa rút ra kinh nghiệm của game này rồi, là mình phải đi qua đường má. Rồi bây giờ xin mời Boy Phú chơi nha. 3, 2, 1 vô. Boy Phú rất tận hưởng nhắm mắt. Đúng rồi. Ôi, 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 ôi. Chơi này. Hay ghê nha. Chú mở là đúng rồi. Đúng rồi, chú mở chẳng lại. Đúng rồi. Đúng rồi em. Lấy lưỡi ra. Ê, khúc này quan trọng lắm. Giữ lại. Ê, ê. Giữ lại. Ê, ê. Và lượt thi vừa rồi, quân AP Phở đã ăn được chiếc bánh sau 22 giây 16. Ôi, vẫn chấp hơn là anh hơn được. Xin mời em nhận xét về ba đối thủ vừa rồi ạ. Non. Non, non, non. Non. Em chỉ cần 13 giây 45. What? Bớt tưởng tượng lại Dương ơi. 3, 2, 1, vô. Rồi, đi cứng người luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng. Quân đây rồi. Thì ra nãy giờ chỉ là mảng miếng thôi. Trời ơi. Cái này yêu cầu cho anh tua lại 3 lần cho em. Cho khán giả xem nó đủ. Đấy đây. Mặt anh cũng sẽ cay lắm. Công nhận nha, anh trai xe 2 quá thành công. Tại sao? Nhiều bài hit mà bây giờ còn đào tạo một con người còn đầu chương trình không nói một tiếng nào mà bây giờ thành vậy. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp tôi là em chào anh. Mồm 5 miệng 10. Đúng không? Bây giờ nó bắt bẻ mình luôn. Và kết quả của Unomic 5 giây 28. Chúc mừng. Kỷ lục thế giới luôn chứ gì nữa. Kết thúc game nhập gia tiểu tục, thứ tự chiến thắng đó chính là Unomic. Quá nhanh. Rider, quân AP Phở và rapper Negi. Xin lỗi Quang Hùng. Theo thứ tự thì bây giờ Unomic muốn thi số mấy? Chắc là phải gọi cho đội trưởng tí. Alo. Alo, em đang làm gì ạ? Em đang ở Đà Nẵng với mấy anh em. Thì có một gọi cái phần thi chơi thì em lại thắng rồi. Lại thắng rồi em. Đáng ghét. Thì cái thắng này nó được lợi thế là anh em mình sẽ được chọn thứ tự thi trong đêm chung kết ấy. Nên mới hỏi anh là mình thi thứ nhất luôn không? Hiếu ơi, em là Hiếu thứ hai, nghĩa là nên thi thứ hai. Đúng rồi. Đi chót rồi anh. 10 giờ cổng bình chọn nó đóng rồi. Thì bây giờ đội nào mà thi càng sớm thì khả năng chinh phục khán giả càng sớm. Còn đội nào mà thi chót thì sẽ bị bất lợi một chút xíu. Em hiểu ý anh. Vậy thì em chốt theo ý anh nhá. Thank you bro. Rồi cuối cùng là em chọn thứ mấy? Em chọn cuối cùng. Em chọn thi cuối. Rồi ok. Không, thật ra là em sợ là thi đầu là một áp lực. Không, anh không áp lực đâu, cứ chọn đầu đi, yên tâm. Thế à? Đội Negip là thi tầm giữa là chìm luôn. Em đã làm gì Dương đâu mà Dương này kia em. Chắc là mình sẽ chốt thi thứ ba. Xin mời quân AP Phở. Quyết định của anh cũng là quyết định của em. Anh không dám thi đâu, anh thiếu tự tin thế. Đúng rồi. Anh thì chưa bao giờ thiếu tự tin cả. Rồi anh nghĩ là anh Phúc cũng muốn thi đầu không? Ừ nhờ. Ôi kệ Phúc, mình đang ở đây cơ mà. Đúng rồi. Coi như bây giờ mình là đội trưởng đi. Theo cái lượt chơi game ở đấy, em thứ hai cho Gip mở màn. Trời ơi. Kế đó rồi. Rồi mời anh em đi chơi nào. Trời ơi. Trước khi tham gia chương trình anh em lo lắng cái gì? Trước khi mà Anh Trai C2 được phát sóng thì em đọc được rất nhiều comment, đa số thì mọi người rất là hoài nghi và tiêu cực về cái chương trình mà mình đang làm. Rồi đến bản thân em cũng hoài nghi là không biết là em tham gia cái này có đúng hay không, nhưng mà khi mà em nhìn thấy rất nhiều anh em được cổ vũ và yêu thích, được thêm rất là nhiều fan thì em nghĩ đấy cũng là một cái động lực mình phải chơi cho tới. Anh lo nhiều nhất đó chính là cái sự kết nối của anh em. À, thấy sao ta? Trộm vía, cái điều mà anh cảm thấy may mắn nhất cho chương trình và may mắn nhất cho anh luôn đó, đó chính là 30 anh trai, tất cả mọi người có chung một cái nguồn năng lượng.
anh em làm rất là hăng say và làm rất là nhiều thứ. Em còn bị một cái tâm lý nữa là trước chương trình thì em đã có hit rồi, và để mà làm với tất cả những người trẻ các thứ là em sợ là mình không theo được á. Đúng kiểu như là mình khi mà bị dí deadline, tự nhiên mình nảy ra những cái điều mình có thể làm được ấy. Lúc mà em nhận được lời mời anh trai C2 á, là em nghĩ đây chính xác là cái nơi mà mình phải thuộc về. Mình sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy là mình không phải là một người làm hê. Mình là nghệ sĩ âm nhạc. Và nhưng mình vẫn hê. Vẫn hê. Vẫn hê. Mọi người làm cho em bị tự tin hơn rất là nhiều và là... Được là, chứ không phải bị nha. Nói chung là cảm thấy là quá đã. Thật sự cảm thấy rất là biết ơn và rất là vui luôn. Tôi xin phép anh em là hát một cái đoạn trong bài của em. Bài gì? Bài Tràn Bộ Nhớ. Nhưng mà bây giờ mình thay vì là nhớ em thì là nhớ anh em. 2, 3, vô. Nhớ, 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 nhớ anh em. Trong cảm giác không sao quên được. Tràn ngập bộ nhớ, 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 nhớ anh em. Cho ta cảm giác năm anh em ngồi đây mà thầy có 30 anh em trai ngồi đây nữa thì... Đúng rồi. Giờ chỉ có biết ước thôi. Anh em mình ngồi ở đây biệt phủ của anh Isaac. Đúng ha. Mà bây giờ chỉ có 5 người thôi, cảm thấy là gia chủ chán. Bây giờ mà ước gì mà có 30 anh trai ở đây, hai tụi mình chơi tới sáng luôn. Thật ra thì anh nghĩ là anh em cũng không cần ước đâu, bởi vì đã có một cánh chim đưa tin đến cho anh. Cánh chim? Cánh chim từ anh xin đúng không? Anh xin là hay tặng con chim lắm. Tặng em con chim. Tặng em con chim. Khả năng là con chim đó là anh xin gửi tới. Thì có thông tin từ ban tổ chức đó chính là sẽ có một đặc quyền dành riêng cho 30 anh trai đến từ Mandarin Oriental Đà Nẵng. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhưng mà không tuyệt vời được bởi vì đây là anh trai C2. Anh trai Say Hi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9